thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến 16 giờ chiều nay, mưa lũ đã làm 5 người thiệt mạng, 13 người mất tích. Quân khu 4 tăng cường lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thanh Hóa. Đội tuyển tăng Việt Nam sẵn sàng đua tài tại Army Games 2019. Hoa Kỳ rúng động vì hai vụ xả súng liên tiếp khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung có trong bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 8. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến 16 giờ chiều nay, mưa lũ đã làm cho 5 người chết. Ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có 3 người, tỉnh Bắc Cạn 1 người và tỉnh Điện Biên là 1 người. Hiện vẫn còn 11 người mất tích tại Thanh Hóa, 1 người ở Bắc Cạn và 1 người mất tích ở tỉnh Điện Biên. Mưa lũ khiến gần 100 nhà dân bị thiệt hại hoàn toàn, 187 nhà bị thiệt hại một phần. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm kiếm người mất tích, thiết lập, duy trì thông tin liên lạc tại các địa bàn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực bị chia cắt. Sáng nay, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai 17 tổ công tác của lực lượng quân sự, công an, biên phòng và dân quân tự vệ, đã tiếp cận được các khu vực bị cô lập và triển khai các hoạt động cứu trợ, tìm kiếm người mất tích dọc hạ lưu sông Luống. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng chỉ đạo quân khu 4, các lực lượng đóng quân trên địa bàn, huy động trên 800 cán bộ chiến sĩ với 27 phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn đối với những người còn mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là tại tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng chức năng cần nỗ lực sớm tiếp cận các khu vực bị cô lập do mưa lũ tại tỉnh Thanh Hóa để cứu trợ, tìm kiếm cứu nạn, người dân mất tích. Các địa phương tăng cường kiểm tra an toàn hệ thống hồ thủy điện, nhất là theo dõi chặt diễn biến hồ thủy điện Hòa Bình vì nước đổ về hồ đã đạt đỉnh lớn nhất. Đây là các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đưa ra vào sáng ngày hôm nay. Đảm bảo ngay cái công tác cứu trợ, nếu tiếp cận được cứu trợ, không để xảy ra tình trạng thiếu nước, thiếu lương thực đối với những người dân khu vực. Cái điểm thứ hai là tập trung rà soát toàn bộ tuyến hồ. Tuyến hồ thì có cái chuyện hồ Hòa Bình hiện nay là 96 mét rồi, đúng không? Chúng ta chỉ còn có 5 mét nữa. Do mưa lũ đổ về nên hiện nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có 14 hồ chứa thủy điện và 5 hồ thủy lợi đang phải xả tràn. Đặc biệt có 113 hồ hư hỏng và 55 hồ đang thi công có nguy cơ xảy ra mất an toàn. Riêng hồ thủy điện Hòa Bình đang có lưu lượng nước về đạt đỉnh lớn nhất là hơn 7.700 mét khối một giây. Vì vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều hồ đập. Điểm đáng lưu ý hiện nay là hoàn lưu cơn bão số 3 tiếp tục gây mưa lớn trên khu vực biên giới Việt Lào sẽ khiến lũ trên các sông tại Thanh Hóa tiếp tục lên cao. Vì vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục tăng cường công tác dự báo về diễn biến mưa lũ và có thông tin cảnh báo kịp thời. Các lực lượng sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Trước thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn hai huyện Mường Lát và Quan Sơn của tỉnh Thanh Hóa, lực lượng bộ đội thường trực của quân khu 4 cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương đã và đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống lũ ống, lũ quét và khắc phục hậu quả, sớm giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Tại khu vực sông Luồng thuộc bản Ngàm, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, 12 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cùng các lực lượng dân quân tự vệ, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tích cực tìm kiếm số người bị mất tích. Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tiểu đoàn 40 trung đoàn 702 đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ có mặt tại huyện Quan Sơn vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cấp ủy chính quyền, chúng tôi đã chi nhỏ các lực lượng tích cực tìm kiếm những người dân chưa biết thông tin. Chúng tôi điều động 31 đồng chí của dân quân cơ động của xã Sơn Điện phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, chốt chạm ở địa bàn. Chúng tôi phối hợp đi tìm theo dọc sông Luồng
những người đang mất tích. Theo thống kê, trong 3 ngày qua, mưa lũ đã làm thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn hai huyện Mường Lát, Quan Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, hơn 40 nhà dân bị sập, cuốn trôi, 3 người chết, 11 người còn chưa liên lạc được. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động hơn 700 cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ địa phương nhanh chóng có mặt tại địa bàn để cứu hộ, cứu nạn. Cái nhiệm vụ trước hết là chỉ đạo lực lượng tại chỗ, lực lượng của hai huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quan Sơn và Mường Lát và lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự của tỉnh tập trung khắc phục hậu quả, tìm kiếm những cái người đã mất tích. Và hiện nay thì là lực lượng tại chỗ đang theo dọc cái tuyến sông Luồng để tìm kiếm những cái người còn mất tích. Đến chiều nay, các lực lượng đã tìm thấy một thi thể người dân bị lũ cuốn trôi là ông Ngân Văn Niệp ở bản Muống, xã Sơn Thủy. Hiện đang còn 11 người chưa liên lạc được. Công tác tìm kiếm đang được các lực lượng tiếp tục triển khai. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đã thăm tặng quà một số gia đình bị thiệt hại trên địa bàn huyện Quan Sơn. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã trao 5 tấn gạo cho chính quyền và nhân dân xã Nam Mèo, đồng thời phối hợp tổ chức lực lượng khẩn trương chuyển gạo cứu trợ cho bà con, các bản bị nước lũ cô lập. Hiện nay, sau nhiều nỗ lực, tổ công tác của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tiếp cận được với hiện trường cứu nạn nơi có 11 người dân bị mất tích là bản Sa Ná, xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Và ngay bây giờ để tìm hiểu rõ hơn về hoạt động cứu trợ và những khó khăn khi tìm kiếm người mất tích, phóng viên Thời sự đang kết nối điện thoại với Đại tá Phạm Xuân Diệu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, người đang trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn ở bản Sa Ná. Sau khi vào được bản Sa Ná thì đồng chí thấy tình hình ở trong đó như thế nào ạ? Công tác tìm kiếm người dân bị mất tích gặp khó khăn ra sao? Bây giờ là nó khó khăn thế này, một cái đường lớn rất lớn mà gỗ để xây cổ đi này, rồi là đất đá sỏi nó vùi lấp rất là nhiều. Ai nhận là cái suối mà từ ngoài đổ xuống tấm xã mà vào cái bản này là được một cái xuống vật lý lại vật chất lượng. Vâng, vậy thì cái đời sống của những người dân ở đấy như thế nào? Công tác cứu trợ thì đã thực hiện ra sao ạ? Giờ thì bên ngoài mới một cái lực đặt chưa được nhiều, nên mới một ít mì tôm có cái đội y tế tiền Quan Sơn với lực quân nhân phòng đã vào từ đi cả đến một ba rồi vào sáng hôm nay thôi. Vâng. Vâng. Tức là lực lượng quân sự đã mang theo đồ cứu trợ cũng như thuốc men vào để hỗ trợ người dân đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ đêm mùng 2 tháng 8 đến hết ngày mùng 3 tháng 8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra mưa lớn kéo dài khiến cho quốc lộ 12 nối hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu xuất hiện hàng chục điểm sạt lở gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Trên tuyến quốc lộ 12 có hơn 20 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó có 3 điểm sạt lở lớn tại địa phận xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, địa phận xã Na Sang, huyện Mường Trà với hàng vạn mét khối đất đá từ vách ta luy dương sụt sạt tràn xuống lòng đường. Các điểm sạt lở chưa gây tắc đường nhưng gây nhiều khó khăn cho người đi đường. Theo công ty cổ phần đầu tư xây dựng và quản lý đường bộ 2 Điện Biên, tại một số điểm sạt lở lớn dù đơn vị đã tiến hành khắc phục nhưng do phía trên vách ta luy dương địa chất yếu nên nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở vẫn rất cao. Mặt khác, do trời vẫn mưa gây nhiều khó khăn cho công tác khắc phục tại các điểm sạt lở. Đơn vị thi công đã bố trí máy móc và nhân lực trực 24/24 trên tuyến để kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra, đảm bảo không gây tắc đường.
Không chỉ các địa phương miền Bắc và miền Trung, hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau cũng đang bị ảnh hưởng bởi tình hình mưa lũ, nước biển dâng khiến nhiều nhà dân đã bị sập, một số đoạn đê có nguy cơ vỡ. Lực lượng biên phòng và quân sự các tỉnh đã và đang tích cực giúp dân di rời tài sản, đưa người về các đồn biên phòng chăm sóc, kè chống các điểm có nguy cơ sạt lở, hạn chế thiệt hại. Vào chiều tối qua, tại xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, mưa lớn, nước dâng cao kèm theo gió lốc đã làm sập hoàn toàn và hư hại hơn 30 căn nhà của bà con địa phương. Trạm kiểm soát biên phòng Kim Quy thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang do nằm phía sát ngoài bờ biển nên cũng bị nước cuốn đi nhiều tài sản. Đối với cái khu vực ở đây thì sạt lở đã qua nhiều năm, hiện nay là biển đã xâm thực vào rất sâu trong là đất liền. Một số là như các ông chí thấy khu vực này bây giờ là cái rừng phòng hộ đó không còn nữa, cho nên là cái mực nước và sóng đánh vô là trực tiếp vào đây là rất lớn. Một số số còn lại là còn cái khu vực rừng phòng hộ thì do là nó chắn đỡ được sóng, cho nên là cái thiệt hại nó là ít ảnh hưởng hơn. Ngay khi nhận được thông tin, đồn biên phòng Xẻo Nhàu đã cử gần 40 cán bộ chiến sĩ đến nơi xảy ra thiên tai, phối hợp cùng lực lượng giúp bà con di rời nhà cửa, thu gom tài sản đang bị vùi trong đống đổ nát và bùn đất, hạn chế thiệt hại. Còn tại tỉnh Cà Mau, nước thủy triều dâng cao bất thường kết hợp mưa dông, gió giật mạnh đã làm ảnh hưởng trực tiếp hàng trăm hộ dân các địa phương ven biển. Thiệt hại nhiều nhất là thị trấn Sông Đốc, xã Khánh Bình Tây, xã Khánh Bình Tây Bắc, xã Khánh Hải và xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, xã Khánh Tiến và Khánh Hội, huyện U Minh, xã Tân Tiến và Tân Thuận, huyện Đầm Rơi. Theo thống kê, mưa dông đã làm sập 44 căn nhà, tốc mái 184 căn, chìm một phương tiện của ngư dân khi đang neo đậu trong bờ và hơn 300 mét đê biển Tây bị sạt lở thuộc địa phận xã Khánh Bình Tây, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời. Rất may không có thiệt hại về người. Ủng với lại nó lên cỡ chừng tới lưng quần nè. Lại nó trôi đồ tắt hết trơn rồi. Tôi ở đây hai mấy năm rồi. Không bao giờ nó ngập tới cái sân này. Nó lên chút xíu nó xuống, kê vào đồ dòng nó ập tới cái đồ là nước nó tràn là quýnh đồ đạc banh trần hết trơn. Đưa vô một cái mọt đi, lượng sóng làm như lượng sóng rất to. Thì nó đưa vô một cái là cỡ 5-6 tấc nước. Khi phát hiện có mưa dông, nước dâng, lực lượng bộ đội biên phòng, quân sự, công an được huy động phối hợp chính quyền các địa phương nhanh chóng hỗ trợ giúp dân di rời người già, trẻ em, tài sản vào nơi có vị trí cao. Tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, hàng chục cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sông Đốc và hải đội biên phòng 2 được huy động xuống từng địa bàn sung yếu để giúp dân di rời người và tài sản có giá trị về tránh trú tại đồn biên phòng. Các lực lượng cũng chủ động kè chống sạt lở trên 300 mét bờ đê, đề phòng nguy cơ vỡ đê. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra sau mùa mưa bão như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp. Cụ thể, người dân cần triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm sau những ngày mưa bão. Trong đó cần thiết phải thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường sau mưa lớn, lũ lụt, đảm bảo nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó, đồng thời tổ chức thu gom và sử dụng vôi bột hoặc các hóa chất để xử lý khi chôn xác động vật, tránh phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm, phối hợp với nhân viên ngành y tế phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ. Ngành y tế sẽ giám sát, phát hiện và xử lý các nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm xảy ra sau mưa bão như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, cảm cúm, đặc biệt các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như dịch tả, lị, thương hàn. Các nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Đội tuyển tăng Việt Nam sẵn sàng đua tài tại Army Game 2019. Cần thay đổi phương thức kinh doanh tuyến tàu hỏa An Sinh, Hà Nội, Quảng Ninh. Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 vừa tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Trong thời gian 15 ngày, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 174 cùng 40 cán bộ đoàn viên thanh niên trong xã đã giúp đỡ hơn 100 hộ dân, 3 thôn Khe Ron, Khe Tiến và thôn Hồng Lâu, đổ bê tông 75 nền nhà, 12 sân phơi, giúp 43 hộ dân xây dựng công trình vệ sinh và thực hiện đổ bê tông 341 mét đường giao thông, tham gia nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước tại các thôn, bản và trường học trên địa bàn. Trong dịp này, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã phối hợp tuyên truyền giúp đồng bào nâng cao nhận thức về vệ sinh,
phòng dịch, kế hoạch hóa gia đình và tác hại của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với cán bộ và nhân dân địa phương. Thông qua hoạt động tăng cường mối đoàn kết quân dân và góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Hồng Ca đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Hội thao thể dục thể thao quân đoàn 4 năm nay có gần 500 vận động viên các cơ quan đơn vị trực thuộc tham gia. Các vận động viên đã tranh tài sôi nổi ở 9 nội dung thi gồm võ chiến đấu tay không, 4 môn quân sự phối hợp liên hoàn, chiến sĩ khỏe, vượt vật cản, bơi ứng dụng quân sự, chạy việt giã 10.000m, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông. Với sự chuẩn bị tích cực tham gia thi đấu hết mình, nhiều thành tích mới đã được các vận động viên quân đoàn 4 xác lập, tạo nên thành công chung của hội thao năm nay. Đây cũng là dịp để quân đoàn 4 đánh giá thực chất, toàn diện kết quả và chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc thành lập đội hình tham gia hội thao thi đấu thể dục thể thao toàn quân vào cuối năm 2019. Nằm trong các nội dung thi đấu tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019 đang diễn ra tại Liên bang Nga, ngày mai đội tuyển tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại bảng 2 với các đội tuyển tăng của quân đội các nước là Cuba, Angola và Sudan. Chiều nay, đội tuyển của chúng ta đã tiếp nhận xe tăng và làm tốt mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng tranh tài. Ba kíp xe tăng của đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam được nước chủ nhà Nga trang bị là dòng tăng T-72B3. Đây cũng là dòng xe thông dụng được nhiều đội tuyển sử dụng trong hội thao năm nay. Ngay khi tiếp nhận, các kíp xe tăng đã tiến hành chạy thử làm quen với phương tiện và hiệu chỉnh các loại súng pháo. Chúng tôi trước tiên là chúng tôi phải chuẩn bị tình trạng kỹ thuật xe thật tốt. Đấy, sau đó là tiến hành hiệu chỉnh theo từng bước. Đấy, hiệu chỉnh kính, hệ thống kính theo pháo, và tiếp theo là chúng tôi hiệu chỉnh súng máy song song theo kính của pháo thủ. Sau đó tiến hành hiệu chỉnh bước thứ ba là hiệu chỉnh súng máy phòng không 12-7. Tại hội thao năm nay, đội tuyển tăng Việt Nam tham gia thi đấu với 3 kíp xe. Nội dung thi đấu của các kíp xe là vượt vật cản, vượt hào chống tăng, vượt sông cạn và bắn các bia có cự ly đến 1,8 km. Trong đó, yêu cầu quan trọng của các kíp xe tăng là tốc độ và sự chuẩn xác khi tiêu diệt các mục tiêu. Do đó, chuẩn bị kỹ về vũ khí trang bị và xây dựng bản lĩnh tự tin vững vàng cho các kíp xe là ưu tiên hàng đầu của đội tuyển tăng trước khi thi đấu. Năm nay năm thứ 2 đội tuyển xe tăng đã tham gia thi đấu thì cũng đã có đúc rút rất nhiều cái kinh nghiệm và những cái bài học của năm 2018. Thì chúng tôi đã làm rất là tỉ mỉ và cụ thể công tác chuẩn bị, và đến giờ phút này là cán bộ chiến sĩ ở trong đội tuyển là đã làm chủ được vũ khí trang bị, và chúng tôi đang tiến hành sẵn sàng để bước vào hiệu chỉnh và bảo dưỡng vũ khí trang bị. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần cao, đội tuyển tăng Việt Nam quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong hội thao lần này. Hữu Dương, truyền hình quốc phòng Việt Nam đưa tin từ Moscow, Liên bang Nga. Trong 5 năm qua, cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động đã được Quân khu 9 xác định là giải pháp trọng tâm nâng cao toàn diện mọi mặt công tác, nhất là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy. Tùy theo chức năng nhiệm vụ, các đơn vị đã có những cách làm phù hợp để cuộc vận động được thực hiện hiệu quả nhất. Từ các nội dung của cuộc vận động, mỗi cơ quan đơn vị Quân khu 9 đã có các cách làm khác nhau để đưa cuộc vận động vào nhiệm vụ cuộc sống bộ đội. Đặc biệt, ở các đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quá trình thực hiện cuộc vận động đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, chuyển biến tích cực kết quả hàng năm. Từ đó thì nó sẽ tạo được cái sự năng động, rồi sáng tạo đối với đội ngũ cán bộ trong cái thực hiện sáng kiến cải tiến các cái mô hình học cụ. Sự năng động, rồi sáng tạo đối với đội ngũ cán bộ trong cái thực hiện sáng kiến cải tiến các cái mô hình học cụ.
Còn đội ngũ là chiến sĩ, lực đoàn viên thì xung kích để thực hiện tốt cái nhiệm vụ trong sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Qua mỗi năm, sức lan tỏa của cuộc vận động thêm sâu rộng, thúc đẩy tinh thần thi đua thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng vũ trang các địa phương. Nhiều mô hình dân vận hiệu quả đã ra đời và đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân đánh giá cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Điển hình như Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ với mô hình dân vận Tết quân dân đã góp phần đưa 33 trên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua các cái đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng thì lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã thể hiện được về cái phẩm chất cao quý, tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, không chỉ bằng lời nói, bằng suy nghĩ mà trong đó có cả bằng hành động. Có thể nói rằng là những năm qua lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã thực hiện tốt cái cuộc vận động xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Một trong những nội dung quan trọng của cuộc vận động là nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực của mỗi cán bộ chiến sĩ, phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đây cũng là mục tiêu, nhiệm vụ được tuổi trẻ toàn quân khu 9 tích cực thực hiện. Nhiều hình thức bồi dưỡng, giáo dục, xây dựng các mô hình thi đua đã ra đời. Trong điều kiện thực tiễn hiện nay, việc bồi dưỡng giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên, đối với bản thân tôi cũng đã xác định cần phải có những cái nội dung, hình thức phải sát đúng và phù hợp với điều kiện thực tiễn để đáp ứng được cái nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên. Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, quân khu 9 đã khen thưởng 70 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc là bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua của lực lượng vũ trang quân khu. Những phần thưởng vinh dự này tiếp tục là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ quân khu 9 phấn đấu giành thêm nhiều kết quả cao. Chuyển sang một số thông tin khác. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tham dự và phát biểu tại Ngày hội Hiến máu cứu người, hành Bồ Tát Đạo và chương trình đăng ký hiến tặng mô tạng do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức. Với tinh thần cho đi là còn mãi, hơn 500 tăng ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã đăng ký hiến máu cứu người. Ban tổ chức cũng đã nhận được 150 đơn tình nguyện hiến tặng mô tạng sau khi qua đời của các tăng ni Phật tử. Làm theo tinh thần của Đạo Phật, cứu một mạng người, phúc đẳng hà sa. Trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tích cực tuyên truyền vận động hiến tặng mô tạng. Gần đây nhất, tháng 5 năm 2019, gần 600 tăng ni Phật tử đã đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời. Ngày hội Hiến máu cứu người, hành Bồ Tát Đạo sẽ không chỉ dừng lại một ngày hôm nay, mà đó là điểm khởi đầu cho tinh thần nhân ái sẽ được tổ chức hàng năm, góp phần lan tỏa kêu gọi các cơ sở Phật giáo tiếp tục vận động tăng ni Phật tử tham gia hiến máu, hiến tặng cứu người. Thời gian gần đây, trên mạng Internet xuất hiện nhiều thông tin quảng cáo giao bán tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau và hình thức giao bán công khai đa dạng. Trước tình trạng này, Bộ Công an cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành, mua bán tiền giả và hành vi giao bán tiền giả. Hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành, mua bán tiền giả dưới bất cứ hình thức nào cũng đều là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Năm 2018, lực lượng công an đã khởi tố điều tra 35 vụ trên 51 bị can về hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Pháp luật hiện hành đã quy định đầy đủ và có chế tài nghiêm khắc về hành vi mua bán tiền giả. Thời gian tới, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành, mua bán tiền giả và hành vi giao bán tiền giả trên mạng Internet. Dù mới xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2019, nhưng tới nay, sâu keo mùa thu đã xâm hại tới hơn 15.000 ha tại 37 tỉnh thành. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO khuyến cáo sâu keo mùa thu có khả năng phát tán ra 80 loại thực vật khác nhau. Nếu không có biện pháp quản lý phòng trừ hiệu quả thì hệ lụy cho cây trồng là rất lớn, thậm chí có nguy cơ đe dọa đến an ninh lương thực toàn thế giới. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị cho loài sâu này, trong khi những loại thuốc trừ sâu thông thường lại chưa có hiệu quả cao. Việc khống chế dịch hại này thời gian tới cũng vô cùng gian nan.
chán nản, bất lực là tâm lý chung của gia đình ông Tiệp cũng như nhiều người dân ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đến thời điểm này, diện tích ngô nhà ông đã bị tàn phá gần như 100%. Với hơn 1 hecta, ông Tiệp đã phải mất 6 lần phun thuốc, nhưng ngô cứ lụi tàn. Đây là loại sâu bệnh ông Tiệp mới gặp lần đầu tiên, nên mọi loại thuốc ông mua để phun chỉ dựa vào lời khuyên của các cửa hàng bán thuốc trừ sâu và đều không có tác dụng. Là vì thật ra đầu tiên thì cũng đi phun thuốc ngoài luồng, tôi cũng không biết nó là cái gì. Thế mà tìm được cái phương pháp mà cái thuốc mà nó tốt nhất để trị được cái con sâu này thì bà con nông dân tôi hết sức tuyệt vời. Sâu keo mùa thu có tên khoa học Frugipeza. Đây là loại nằm trong họ ngày đêm, chỉ với mật độ trung bình 0,2 đến 0,8 sâu trên mỗi cây trong giai đoạn muộn, có thể làm giảm năng suất từ 5 đến 20%. Hiện chỉ có 4 chủng loại thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng phòng trừ như Bacillus, Spiretorum, Indosca, Nuferurone. Tuy nhiên, hiệu quả cũng không cao. Khi mà sâu non là tuổi còn nhỏ, tức là tuổi từ tuổi 1 đến tuổi 3 và cần phải phun kép từ 2 đến 3 lần thì hiệu quả phòng trừ sẽ cao. Còn khi nếu mà phun khi mà sâu đã tuổi lớn rồi hoặc là chỉ phun một lần thì cái hiệu quả nó sẽ rất là thấp. Tuy nhiên, theo Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc dùng các loại thuốc hóa học hiện nay không được khuyến khích bởi chúng có nguy cơ gây hại đến những loài thiên địch có lợi trong tự nhiên lại rất cao. Đối với dịch sâu keo hiện nay, người dân nên chủ động kiểm tra thường xuyên. Khi phát hiện ra sâu, nên sử dụng các biện pháp vật lý, cơ giới, sinh học. Ví dụ như là sử dụng ong mắt đỏ hoặc là các loại thiên địch khác như hoặc sử dụng các cái thuốc mà có thể là nấm ký sinh gây hại hoặc là vi khuẩn thì có thể sau khi mà phun những cái loại thuốc đấy thì các cái loại thiên địch nó sẽ tồn tại và nó sẽ xâm nhập, nó sẽ làm chết những cái con sâu mặc dù là sâu tuổi đã lớn. Phòng trừ con này trong đó bao gồm các cái biện pháp, kể cả các biện pháp về thủ công, ví dụ như là hướng dẫn cho bà con nhìn cái ổ trứng như thế nào để bắt bằng tay, rồi sử dụng các biện pháp thủ công, rồi sử dụng các cái bẫy bả. Theo dự báo của Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian từ nay đến tháng 10 năm 2019, khi ngô hè thu và vụ ngô đông xuống giống sớm, lúc đó diện tích nhiễm sâu keo có khả năng tiếp tục bị thiệt hại. Vì vậy, khi chưa có thuốc đặc trị, thì việc chủ động phát hiện dịch bệnh sớm ngay từ đầu vụ để có biện pháp phun hoặc biện pháp vật lý, cơ giới phù hợp. Hành trình từ Yên Viên, Hà Nội đến Hạ Long, Quảng Ninh kéo dài 7 tiếng đồng hồ, đi qua 13 nhà ga và 5 tỉnh thành. Mỗi ngày tòa hành khách gần như là không có người, đoàn tàu cũ kỹ với những vật dụng được sử dụng từ thời bao cấp cho đến nay. Chính vì thế, tuyến tàu này mỗi năm ngân sách nhà nước phải bù lỗ 20 tỷ đồng. Vậy tại sao những tuyến bị lỗ mà vẫn phải duy trì hoạt động? Kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. 4 giờ 55 phút, chuyến tàu mang số hiệu 51001 chính thức xuất phát từ Yên Viên, Hà Nội đến Hạ Long, Quảng Ninh. Đoàn tàu này chỉ vỏn vẹn có 3 hành khách. Đây được coi là nhiều vì mọi ngày chỉ có 1 hoặc 2 hành khách. Những hành khách này cho biết vì xe ô tô nên họ mới phải chọn đi tàu. Vì cô say xe, mới lại nhà cô ở gần đường sắt. Cô đi nhưng mà cô rất là buồn. Cô thấy buồn lắm là vì cơ sở vật chất tối thiểu nó không được đảm bảo. Chúng tôi cơ bản là cũng nhìn thực tế này thì cũng không tính được chi tiết ra, nhưng cũng nhìn thấy cũng thực tế là cũng là lỗ vì hành khách và hàng hóa rất là ít. Theo lịch trình, tàu chạy qua 13 ga, thời gian dừng đỗ ga nào ít cũng khoảng 5 phút, còn ga nhiều lên đến 30 phút. Chính vì thế mà hành trình 164 km của chuyến tàu này kéo dài đến 7 tiếng đồng hồ. Đây là tuyến tàu an sinh mà ngành đường sắt vẫn phải tiếp tục duy trì, nhưng mỗi năm phải bỏ ra hơn 20 tỷ đồng để bù lỗ. Có thời điểm, mỗi tuần tàu chỉ chạy một chuyến. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2019 đến nay, mới duy trì một chuyến một ngày. Lý do là bởi, theo luật đường sắt Việt Nam, các đoàn tàu phải duy trì để đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, nếu dừng không chạy, thì cơ sở hạ tầng sẽ thành đống sắt vụn. Đó sẽ là sự lãng phí rất lớn. Năm 2018 đã dừng tàu 5 tháng, toàn bộ 3 cái tuyến này,
Thế thì trong cái quá trình đó thì bà con cũng vẫn có nguyện vọng để đi những cái đoàn tàu đó. Thế thì cụ thể là đối với Sở Giao thông Vận tải của các tỉnh cũng có văn bản là đề nghị chặn lại những cái đoàn tàu này để phục vụ bà con. Chắc chắn sẽ thành cái đống sắt và hoặc là nó sẽ bị hư hỏng. Thì lúc đó thì khi mà có cái nhiệm vụ, có cái kế hoạch cần thiết để mà vận dụng thì cái tuyến đường đó không sử dụng được, mà để trang bị lại thì khắc phục lại rất là khó khăn. Có thể nói, chủ trương đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện đã góp phần giúp nâng cao đời sống của các đối tượng khó khăn, trong đó có cả lĩnh vực giao thông vận tải. Hàng năm, nhà nước phải bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân đi xe buýt. Tuy nhiên, nếu duy trì đoàn tàu mà không thay đổi phương thức kinh doanh, chỉ để phục vụ 1 đến 2 hành khách, thì đó mới là sự lãng phí lớn. Tiếp theo trong phần tin quốc tế, Hoa Kỳ rúng động vì hai vụ xả súng liên tiếp khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Iran lại bắt tàu chở dầu nước ngoài. Chưa đầy 24 giờ đồng hồ, Hoa Kỳ hứng chịu hai vụ xả súng kinh hoàng khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Vụ việc lại một lần nữa khiến dư luận đặt ra những câu hỏi về tình trạng kiểm soát súng đạn ở Hoa Kỳ, xứ sở vốn luôn được mệnh danh là miền đất mơ ước của nhiều người. Vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại siêu thị Walmart, thành phố El Paso, bang Texas. Một đối tượng sử dụng súng trường bắn hàng loạt vào những người dân đang mua hàng ở quầy văn phòng phẩm. Ước tính tại thời điểm đó ở Walmart có tới hàng nghìn khách hàng đang mua sắm, ít nhất 20 người đã thiệt mạng. Hung thủ bị bắt ngay sau đó và được xác định là Patrick Crucius, 21 tuổi, cũng đến từ bang Texas. Theo cảnh sát, động cơ gây án có thể xuất phát từ thành kiến sắc tộc. Trong bản tuyên ngôn của đối tượng Crucius, y nói rằng vụ tấn công là phản ứng về cuộc xâm chiếm Texas của người Hoa Kỳ gốc Latin và ám chỉ đến vụ xả súng tại Christchurch, New Zealand hồi tháng 3 vừa qua. Crucius còn khai nhận đã mất gần một tháng để chuẩn bị cho vụ xả súng. Đây là một trong 8 vụ tấn công hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại. Sau đó ít giờ, Hoa Kỳ hứng chịu vụ xả súng thứ hai. Vụ việc xảy ra trong một quán bar tại thành phố Dayton, bang Ohio. Ít nhất 10 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Kẻ xả súng đã bị tiêu diệt. Cảnh sát đang truy tìm một nghi phạm bỏ trốn. Các đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ điều tra. Đáng chú ý, cách đây chưa đầy một tuần, một vụ tấn công tương tự cũng đã xảy ra tại một lễ hội ẩm thực tại California, khiến 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Những vụ việc như thế này tiếp tục khiến dư luận đặt ra những câu hỏi xung quanh các điều luật kiểm soát súng đạn của Hoa Kỳ. Dù rất nhiều vụ xả súng tang thương xảy ra, chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa triển khai được chính sách hiệu quả nào nhằm ngăn chặn những thảm kịch tương tự cả. Ít nhất 31 binh sĩ của quân đội Syria và các lực lượng ủng hộ chính phủ đã thiệt mạng trong một vụ nổ kho đạn ngày hôm qua tại một sân bay quân sự ở miền trung nước này. Vụ nổ xảy ra tại căn cứ không quân Sayrat ở tỉnh Homs của Syria khi các binh sĩ đang vận chuyển số đạn đã quá hạn sử dụng. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ súng, song theo hãng tin Sana, có thể là do lỗi kỹ thuật trong quá trình vận chuyển vũ khí. Căn cứ không quân Sayrat là một trong những căn cứ quan trọng của quân đội Syria. Năm 2017, Hoa Kỳ đã từng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào căn cứ này để trả đũa một cuộc tấn công bị tình nghi có sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhoun, tây bắc nước này, làm cho hơn 80 người chết. Phe binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày hôm nay thông báo đã bắt giữ một chiếc tàu chở dầu nước ngoài trên vịnh Ba Tư. Như vậy, đây là vụ bắt giữ tàu chở dầu nước ngoài thứ 3 của Iran trong vòng 3 tháng qua. Theo đó, lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt một tàu chở dầu nước ngoài trên vịnh Ba Tư cùng 7 thành viên thủy thủ đoàn vào hôm 31 tháng 7. Chiếc tàu này bị cáo buộc chở lậu 700.000 lít dầu từ khu vực gần đảo Farsi tới một số quốc gia Ả Rập. Iran không tiết lộ chủ sở hữu tàu và quốc tịch của những thủy thủ bị bắt. Chiếc tàu đã được đưa về cảng Pushe ở tây nam nước này, trong khi số dầu trên bị sung công quỹ.
Đây là vụ bắt giữ tàu chở hàng thứ ba do Iran tiến hành chỉ trong một tháng qua ở vùng Vịnh, sau khi Tehran bắt tàu MT Riyadh treo cờ Panama hôm 13 tháng 7 và tàu chở dầu Stena Imperial treo cờ Anh hôm 19 tháng 7. Sau khi hứng chịu hàng loạt các biện pháp ngăn chặn việc xuất khẩu dầu của Hoa Kỳ, Iran dường như đã có những động thái đáp trả. Khoảng 150 khu vực ở Indonesia trong năm nay sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai như lũ lụt, lở đất, hạn hán, động đất, sóng cao và gió mạnh. Trước các tác động của thời tiết bất thường, cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia đã kêu gọi chính quyền các địa phương lập kế hoạch ứng phó. Theo cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, một số khu vực của Indonesia hàng năm phải đối mặt với những bất thường về thời tiết rất khó xác định. Vì vậy, điều quan trọng là phải sẵn sàng kế hoạch đối mặt với thảm họa. Khoảng 150 khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai cần chuẩn bị các kế hoạch quản lý và phòng chống thiên tai, tăng cường năng lực của các tổ chức, cán bộ và người dân trong việc lường trước và xử lý các thảm họa. Đối với người dân, việc nhận ra mối đe dọa của thảm họa là rất quan trọng trong việc giữ bình tĩnh để ứng phó, tự cứu mình và có thể giúp đỡ người khác. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, gắn liền với các dãy núi lửa và sự chuyển động của các mảng kiến tạo. Do đó, đây là khu vực hay xảy ra động đất và núi lửa phun trào. 2,2 tỷ là số lượng túi ni lông mà quốc gia Nam Mỹ, Chile đã giảm được trong vòng một năm qua. Kể từ thời điểm luật cấm sử dụng túi ni lông tại tất cả các trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ bắt đầu có hiệu lực, thông báo được Bộ Môi trường Chile đưa ra ngày hôm qua. Theo Bộ Môi trường Chile, việc cắt giảm được một lượng lớn túi ni lông như vậy trong vòng một năm một lần nữa cho thấy tính tích cực của quy định được chính người tiêu dùng Chile bầu chọn là chính sách tốt nhất trong năm 2018, đồng thời tạo thay đổi lớn trong thói quen tiêu dùng chỉ trong một thời gian ngắn. Thành công của luật cấm sử dụng túi ni lông xuất phát từ việc chính phủ Chile triển khai theo từng bước để tạo ra chuyển đổi thực sự và không đột ngột. Trong 6 tháng đầu tiên sau khi luật trên đi vào hiệu lực, các điểm giao dịch thương mại chỉ được đưa tối đa 2 túi ni lông cho mỗi khách hàng và kể từ tháng 2 vừa qua, các siêu thị và các chuỗi cửa hàng tạp hóa bán lẻ không được đưa túi ni lông cho khách hàng, trong khi các cửa hàng bán lẻ cỡ nhỏ vẫn được đưa tối đa 2 túi cho một khách hàng cho tới tháng 8 năm 2020. Sắp tới, Chile còn có tham vọng nâng tỷ lệ tái chế hộp nhựa và bao bì của các hộ gia đình từ mức 12,5% hiện tại lên mức 60% vào năm 2030. Nhà sáng chế người Pháp Frankie Chapata đã chinh phục được thử thách cưỡi ván trượt flyboard vượt eo biển Manche nối giữa Anh và Pháp trong vòng 20 phút. Chapata được mệnh danh là người bay khi từng có những màn trình diễn khả năng bay bằng ván trượt ấn tượng. Đứng trên ván trượt flyboard và đeo bình nhiên liệu trên vai, anh Frankie Chapata khởi hành từ vùng Sangette, phía bắc nước Pháp. Với vận tốc 140 km/h, sau 20 phút bay qua eo biển Manche, anh Chapata hạ cánh an toàn ở vịnh Saint Margaret gần thành phố Dover của nước Anh trong sự chào đón nhiệt liệt của người dân. Thách thức lớn nhất của anh Chapata là nạp nhiên liệu bởi flyboard sẽ phải dừng ở giữa đường để tiếp nhiên liệu bằng cách hạ cánh trên một chiếc tàu. Trong chuyến bay hôm 25 tháng 7, anh Chapata bị mất thăng bằng và rơi xuống biển khi cố hạ cánh để tiếp nhiên liệu. Lần này, nhà sáng chế đã sử dụng một chiếc tàu có sàn lớn hơn. Chapata trở nên nổi tiếng toàn cầu sau màn trình diễn trong lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh Pháp hôm 14 tháng 7 trước sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Năm 2018, anh Chapata đã nhận khoản tài trợ 1,3 triệu euro từ Bộ Quốc phòng Pháp để phát triển thiết bị bay của mình. Bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.